14 giờ rồi, ngày 17 tháng 12 năm 2002. Thì nói chung là đội sĩ Hải làm từ sáng 7 giờ đến giờ chưa ăn uống hết. Bây giờ sĩ Hải làm miễn phí giúp giùm mọi người chia sẻ giùm. Chị này chị khổ, chị làm công nhân à, rồi con ở bên Campuchia kêu cứu về. Nó rồi bọn tội phạm nó rồi giờ mua bán người đòi chuộc 50 triệu phải không? 52 triệu nên bà con bác lỗi chia sẻ giùm bà con, có ai có lòng hảo tâm nào thì giúp cho chị. Ha, bà con bác đây là đội sĩ hay giúp giùm, giúp bằng tình người. Bà con của bác lỗi chia sẻ cho tôi. À, bây giờ chị họ tên gì? Thì Minh Hiếu À, chị sinh năm mấy? sinh 1980, À, quê chị ở đâu? quê ở An Giang. Quê An Giang phải không? Bây giờ chị đến nhờ hiệp sĩ Hải là cầu cứu mọi người để cứu con chị về phải không? Dạ đúng rồi. Hàng giờ không, nó đòi tiền như vậy mà ở nhà thì mẹ thì ở chợ trên này đâu có tiền. Bây giờ nó bọn tội phạm nó kêu chuộc 52 triệu mà bây giờ Mà chị này thì chỉ làm mướn tạm thời không đâu có dạ số tiền ấy đâu. đòi tiền như vậy rồi cứ kêu cứ chuyển tiền qua, mà ở nhà giờ ở nhà thuê nhà trọ đâu có tiền đâu mà chuyển. Mà chuyển tiền qua là mất tiền luôn. Dạ Dạ. sợ mất tiền á nên không có dám chạy. Dạ xin phép chị có thể chị giới thiệu là chị họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu chị? Dạ Vũ Thị Minh Hiếu đang ở Bình Dương, ở số 93 Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương. Chị có thể chia sẻ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được con trai chị họ tên đầy đủ cái gì và năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé tên là Vũ Nhật Thành, sinh ngày 14 tháng 12 2007. 15 tuổi. Chào bệnh Dạ. Bé còn học không chị? nó đang học quá, xong rồi nghe lời bạn bè về quê hả, đi sang Cam rồi hả, mà xin mấy ngày sau rồi ở nhà mới hay tin nó đi như vậy. Rồi bây giờ đi vậy, nó nói bây giờ hả muốn chuộc nó về á thì phải đưa chuyển tiền qua 52 triệu rồi người ta đưa nó về. Con chị lên tiếng chuộc hay là ai là người lên tiếng chuộc chị? Thằng bé nó nhắn tin nó về, nó nói là muốn về thì phải đền hợp đồng với người ta. Cái tin nhắn đó là có chính xác con chị không ạ? Có thằng ngày nó gọi cho mình. À, hàng ngày là vẫn đây mẹ con nói chuyện với nhau. Con trai chị có chia sẻ là hiện nay con trai chị đang làm công việc gì tại Campuchia không chị? Nó nói là ở trên bên đó thì chỉ có làm việc gì trên máy tính đó. Ờ, máy tính là việc nhẹ lương cao là công việc lừa đảo chị biết không? Thì Dạ nó bên cũng Phạm Hà nói Phương. Dạ. nó lừa đảo. Có nghĩa rằng con chị đang bị lừa. Nhưng đến giờ phút này con chị buộc lòng phải nghe theo, chấp hành theo, tuân thủ theo những người ở đó quản lý để con chị tiếp tục lừa những người Việt Nam mình. Chắc là vậy á. Con chị có chia sẻ là máy tính là hiện nay làm cái công việc gì cụ thể không? Thì nó cũng nói là về công việc lừa đảo gì. Công việc lừa đảo mà. Chị nghe như vậy là chị có hoang mang không? Có lo sợ nên không cho nó về, mà ngày nào đó, nó cũng nhắn tin nó kêu mẹ gửi tiền, mà mẹ nói mẹ tiền đâu bây giờ mà gửi. À, xin phép chị có thể chia sẻ cái câu chuyện mà hiện nay chị đang làm công việc gì tại Bình Dương? Làm thuê cho người ta Làm thuê một ngày thu nhập nhiều không chị? làm ngày á, Chào nói chung giúp Hà việc Phương, tháng Quân Phạm. giúp việc tiếng có mấy chục ngàn thôi ạ. Giúp việc một tiếng mấy chục ngàn, nếu như bây giờ cả 5, 60, 5, 70 triệu này, nhà gia đình mình có khả năng không? Cũng không có khả năng rồi, cũng đang mượn á chứ mà không biết sao nữa, Đang huy động để mượn. nên coi trên Chào mạng Hạnh thấy Dũng. cái đội tỷ nên thấy nên bây giờ các anh cậu cứu con em. Con chị đi đến giờ phút này là mấy tháng rồi chị? Nó đi từ hôm gần tháng 10 á. Từ dòng tháng 10 đến giờ này là cũng thời gian cũng rất dài rồi. Con chị bỏ trước khi bỏ đi là có báo tin cho chị là bỏ học đi làm gì không chị? Nó không nói gì nữa, trốn mình, nó đi theo mấy bạn bè này kia rồi xong nó đi thời gian sau rồi mới mới hay tin là nó ở bên Cam chuyện vậy đó. Bé có chia sẻ cái câu chuyện là bé trốn đi cái cuộc hành trình để trốn đi sang Campuchia là đi kiểu gì không chị? Hỏi nó đi bằng cách nào, nó nói người ta đi đưa con qua bằng đường sông. Đường sông để sang Campuchia. Con chị đi đến giờ phút này là chị đã cầu cứu ở đâu rồi? Dạ cũng chưa có cầu cứu ở đâu hết á, Chị đã trình báo cơ quan công an chưa? cũng có nói công an ở, cũng báo công an địa phương ở dưới tỉnh An Giang là con nó bị Sao đem gì mở nhỉ? á. Tại cái máy cũ không? Trong thời gian vừa rồi rất nhiều thanh thiếu niên bị lừa đảo dụ dỗ Vậy xin thu việc nhập làm trên camera mạng trên internet đã bị những gọi là xin việc việc nhẹ lương cao bị lừa đảo rất nhiều. dạ Chị con chị có thường xuyên xem trên yeah. mạng trên internet không chị? Nó cũng cầm điện thoại suốt đó mà không biết nó có coi, mà mình cũng nói hoài mà nó không có nghe. Mình nói như bây giờ bên Campuchia vậy vậy đó mà nó không có sợ, nó không Bé có không có nghe. tin ha. Nó không có tin, nó mạo hiểm, nó thích.
bé hy vọng là sang đó sẽ đổi đời, có thể là thu nhập một tháng tới mấy ngàn đô la, có thể là bằng cả một cuộc đời một người dân bình thường lao động. Nó nói tháng mấy chục triệu gì đó, mình nói tháng mấy chục triệu thì bây giờ nói gì chứ làm gì có. Bé nói trước khi đi là bé báo tin về gia đình là thu nhập một tháng mấy chục triệu. Nói chị nhắn tin nó nói là bao ăn ở rồi tháng được bao nhiêu đô đó, chứ mình nói mình biết đó, mình đâu có tin đâu. Đến giờ phút này con chị đã gửi cho gia đình được đồng nào chưa? Đâu có đồng nào đâu, không có đồng nó còn nào. Kêu gửi tiền chuộc nó về nữa. Bây giờ tổng số tiền chuộc là bao nhiêu tiền chị? Thì nghe bé nói lại là nếu mà tiền bồi thường hợp đồng là 52 triệu. Chị nghĩ cái kêu câu chuyện mà chuyển qua mà mình không có chắc. Chuyển qua là cần xe đâu về, đóng tiền phạt nữa. Dạ. Chị nghĩ như thế nào? Trái phép. Chị nghĩ như thế nào về số tiền 52 triệu rất lớn đối với một người đi lao động mà đi dọn nhà, thuê, mướn giống như chị. Chị thấy con số tiền có lớn không? Lớn chứ. Cực cũng lớn, không phải là nhỏ đâu. Bởi vì con chị hy vọng là sang đó việc nhẹ lương cao. Rất nhiều thanh thiếu niên trong thời gian vừa rồi đã bị sập bẫy vì ham việc nhẹ lương cao, sang đó tưởng kiếm tiền dễ. Nhưng mà đến khi sang được, quay về là bây giờ là phải bắt bồi thường hợp đồng số tiền rất lớn như vậy. Đó, đây là một trong những câu chuyện rất thực tế. Hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được, chia sẻ được để lan tỏa nhiều hơn nữa cho tất cả các bậc phụ huynh ở các tỉnh thành xem. Đây cũng là một trong những lời cảnh tỉnh cho tất cả thanh thiếu niên, gọi là mình không chịu ham học hỏi mà ham đi kiếm tiền. Kiếm tiền mà bây giờ thanh thiếu niên, bây giờ như con chị bây giờ cũng 15 tuổi à. Mà bây giờ kiếm một tháng là vài ngàn đô la Mỹ có thể là rất khó khăn, không phải đơn giản. Rất nhiều người có bằng, rất nhiều bằng đại học nhưng hiện nay phải làm công ty vì không xin được việc, hoặc là vì không quen biết ngoại giao, hoặc không có kinh nghiệm. Đó. Chỉ có điều là muốn chia sẻ trên video này, thì hy vọng đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương chia sẻ lan tỏa trên tất cả các trang mạng xã hội, để hy vọng là có nhà hảo tâm, cô chú nào ấy, ở đâu đó thương chị thì giúp cho chị một phần nào đó để chị cố gắng, để chị tìm cách đón giúp con chị. Vậy. Dạ. Bây giờ đón về thì nó lại không phải lãnh thổ Việt Nam, nên đón con chị về là phải bắt buộc phải bồi thường tiền hợp đồng. Đó, tình bà đi qua vượt biên trái phép đó, phạt vượt biên trái phép của Campuchia và của Việt Nam nữa. Đó, tiền nộp phạt chứ không phải là 53 triệu. Đó, tiền xe nữa. Dạ. 53 triệu đó chỉ là cái chính thôi. Tiền hợp đồng. Còn nhiều thứ tiền khác nữa liên quan tới thì con chị mới trở về được. Và phải có anh em nào hỗ trợ đắc lực giúp chị nhiệt tình thì mới dắt con chị về được. Còn nếu như gia đình chị có tiền, bây giờ chuyển khoản cho chúng là chúng sẽ lấy tiền con chị và chúng sẽ bán con chị đến một công ty khác. Gia đình mình không phải chuộng 53 triệu mà số tiền có thể lên đến hàng trăm, thậm chí vài trăm triệu. Những câu chuyện thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua phải nói là đăng tải rất nhiều các anh em YouTube và các trang mạng xã hội đăng tải nhiều. Nhưng mà rất lấy làm tiếc là các thanh niên không chịu nghe, mà không chịu học, mà không chịu xem. Và chỉ xem là những cái gì đó ấn tượng với mình, vui, hài ước và tưởng rằng là thật. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ cho con trai chị để hy vọng con trai chị xem được cái video này không? 52 triệu khoảng chừng 2.200 đô. Dạ, em chỉ mong với ông trời. Phải khoảng 2.200 đô là đúng. Nói đi chị. Mong các nhà anh khoảng 2.200 đô. Đồng đội hiệp sĩ giúp cho con của em được về bình an. Anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, tất cả các anh em đây luôn luôn cứu giúp tất cả các trường hợp vô cùng khó khăn và những trường hợp mà cũng nhấn gửi cho những thanh thiếu niên mà chẳng tuổi con mình đừng có nghe lời ảo tưởng mà đi. Quên phạm ơi, khoảng 2.200 đô. 52 triệu khoảng 2.200 đô. Số tiền như vậy là rất lớn. Cái này là chỉ có hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thương xót cảm thông, chia sẻ một phần nào đó. Dạ. Để giúp chị. Đang giúp con em nó được đi về bình an. Còn anh em hiệp sĩ ở đây chỉ là giúp chị một phần nào rất nhỏ thôi. Nhỏ rồi. Chứ không thể mà ngày nào trường hợp nào đến cũng giúp được. Bởi vì kinh tế thực sự kinh là anh em cũng phải lo lắm nhiều thứ khác. Có thể là ăn uống sinh hoạt để lấy sức để giúp người. Dạ. Dạ. Mới đây nhất thì cũng một câu chuyện là một thanh niên Grab thì đăng tải lên cũng nhận được rất nhiều các ý kiến hiện nay của cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cũng hứa hẹn là giúp thanh niên này chạy Grab người miền Trung. Nhưng đến giờ phút này thì các cô chú thì cũng chưa có gửi tiền được để giúp thanh niên đó. Hy vọng là trong cái câu chuyện này được sự lan tỏa chia sẻ để nhiều cô chú anh chị trên tất cả các vùng miền giúp đỡ cho chị. Bởi vì không phải anh em lúc nào cũng đăng tải để kêu gọi. Đây là không có kêu gọi từ thiện. Không kêu gọi.
hoàn toàn là anh em đăng tải không có kêu gọi từ thiện, nhưng mà nếu như ai mà cảm thấy thương xót đấy, mà giúp được đỡ chị phần nào thì em có thể em liên hệ trực tiếp cho chị để mọi người có thể giúp đỡ chị trực tiếp. Còn khi nào có tiền hoặc là khi nào đủ số tiền chuộc thì anh em sẽ hướng dẫn tư vấn cho chị để giúp chị, chứ anh em không có nhận tiền của ai hết nhá, và anh em đây không có trực tiếp làm việc đó chị nhá. Dạ. Bởi vì câu chuyện mà con bỏ đi mà bị lừa đảo sang Campuchia hiện nay xảy ra ở trên tất cả các vùng miền trên lãnh thổ ở Việt Nam mình rất nhiều, không riêng một trường hợp một cá nhân nào hết, vùng sâu vùng xa, đồng bào đó, thành thị bị lừa hết.